bạn thân mến, chắc các bạn đã suy nghĩ xong cách thực hiện bài đăng ký phòng dạy. Bây giờ chúng ta sẽ từng bước thực hiện bài này. Thì ở bài này, trước tiên chúng ta phải tạo ra trang đăng ký phòng dạy.php. Sau đó chèn vào trang này một form. Và form có action là đăng ký phòng dạy.php và method là get. Sau khi đã có form, ta chèn vào form một table. Table này có 5 dòng, một cột, độ rộng là 400 pixel. Đường viền bằng 0, cell padding bằng 3, cell spacing bằng 3. Sau đó các bạn canh lề giữa cho table này. Và đối với mỗi dòng trên table ta cũng canh giữa. Sau khi đã có table, ta sẽ nhập liệu cho table. Ở đây ta có phần tiêu đề là đăng ký phòng dạy. Sau đó nội dung sẽ có phòng số, giáo sư giảng dạy và ngày tháng năm đăng ký. Sau khi các bạn đã điền dữ liệu vào cho table, ta sẽ thay đổi màu nền cho table này. Ở đây sẽ là FF BFAA. Và đối với dòng đầu tiên sẽ có một màu nền khác với tham số là D41F55. Tiếp đó chúng ta sẽ định dạng kiểu chữ cho dòng đầu tiên và kiểu chữ cho các dòng tiếp theo. Sau khi các bạn đã định dạng xong table, ta sẽ chèn vào đây các điều khiển cần thiết. Đầu tiên là list menu phòng. Sau đó sẽ là tách field giáo viên. Ở đây ta đặt là GV và độ rộng sẽ bằng 30. Và cuối cùng là ngày tháng năm sẽ là một list menu và tôi đặt là ngày. Sau khi chúng ta đã thêm vào các điều khiển cần thiết, ở đây chúng ta còn thiếu một button. Thì chúng ta sẽ điền vào cho list menu này các giá trị cần thiết. Cách thứ nhất, ta sẽ vào list menu và nhập vào. Ở đây sẽ là A001 thì giá trị cũng tương ứng là A001. Tiếp đó là B001 thì value sẽ là B001. Các bạn ok, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, ta sẽ vào viết code và chọn thì các bạn sẽ viết như sau. Ta dùng option value và ở value ta sẽ đánh vào giá trị và hiển thị ở phía bên cạnh của option value này. Và các bạn sẽ lần lượt làm cho các phòng khác. Và như vậy là các bạn có hai cách để tạo ra một list menu. Khi chúng ta đã xong phần list menu thì chúng ta sẽ qua phần ngày tháng năm. Ở đây ngày đầu tiên sẽ là ngày hiện tại và được đăng ký phòng dạy trong nửa tháng tiếp theo đó. Chúng ta vào phần viết code thì ta sẽ chọn đúng ở vị trí select name ngày và để phần code xuống. Thì chúng ta cần phải mở và đóng thẻ PHP. Tiếp đó ở trong phần này ta sẽ tạo ra
một lít giờ phút giây tháng ngày năm và dùng hàm lít để cắt giờ phút giây tháng ngày năm hiện hành bằng dấu hai chấm và gắn những giá trị này vào cho lít. Sau đó ta sẽ gắn danh sách ngày cho list menu. Ta sẽ duyệt y đi từ 0 đến 14 và mỗi lần tăng y lên 1. Sau đó ta tạo ra một biến timestamp. Biến này sẽ lưu giữ ngày bằng cách ta tạo ngày bằng hàm mktime truyền vào các tham số mà ta đã lấy được như giờ, phút, giây, tháng. Và đối với ngày thì ta sẽ lấy ngày cộng y. Ngày là ngày hiện hành và y là đơn vị tăng lên. Và khi cộng y ta sẽ được một ngày mới tương ứng. Year. Sau đó ta khai báo một biến date. Biến này sẽ dùng hàm date để tạo ra một ngày theo dạng ngày tháng năm. Và giá trị truyền vào sẽ là timestamp. Khi chúng ta đã có biến date thì ta sẽ xuất ra một mục trong list menu là một option có value là date và hiển thị cũng là date. Và như vậy là ta đã tạo xong cho ngày. Đối với nút submit này sẽ có giá trị là ghi nhận. Còn đối với giáo sư giảng dạy, nếu muốn hiển thị tên của giáo sư trên form thì ta sẽ viết một đoạn code PHP để xuất ra. Ta dùng get vì ở form này action là get và tên của điều khiển là JV. Sau khi chúng ta đã làm xong phần thiết kế thì chúng ta sẽ lưu toàn bộ lại và chúng ta sẽ chạy trang này. Thì các bạn thấy đây là kết quả sau khi chúng ta đã tạo ra trang. Công việc tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là viết code để có thể đăng ký được phòng dạy. Ở đây ta sẽ hiển thị kết quả phía dưới form, do đó ta sẽ viết code ở dưới form. Và ta có hai công việc cần phải làm đó là kiểm tra và lấy giá trị trên form, sau đó mới là in kết quả. Thì bây giờ ta vào phần thứ nhất là kiểm tra và lấy giá trị trên form. Trước hết ta cần phải kiểm tra xem người dùng đã nhập giáo viên vào hay chưa. Và nếu đã nhập rồi thì ta sẽ khai báo biến phòng và dùng đô la gạch dưới ghép để lấy giá trị của phòng trên form và gán vào cho phòng. Các bạn cũng làm tương tự cho giáo viên và ngày. Khi đã có các giá trị thì ta sẽ in kết quả. Và kết quả này được chúng ta in vào một table có độ rộng bằng độ rộng của table ở trên form và màu nền cũng vậy. Sau đó, ở trong dòng đầu tiên, cột đầu tiên, ta sẽ xuất ra ngày và giáo sư. Trong đó có tên của giáo sư sẽ dạy tại phòng với phòng. Và chúng ta cũng kết thúc dòng duy nhất này và đóng table lại để hoàn thành. Vì chúng ta đã mở ngoặc để kiểm tra giá trị, do đó chúng ta sẽ đóng ngoặc lại. Và như vậy là chúng ta đã viết xong phần code. Các bạn hãy lưu lại. Sau đó chúng ta refresh form và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì bây giờ nếu tôi chọn tên của giáo sư là Phan An và phòng số A001 ngày tháng 5 30 tháng 10 năm 2007 tôi nhấn ghi nhận thì các bạn thấy kết quả là ngày 30 tháng 10 năm 2007 giáo sư Phan An
sẽ dạy tại phòng A001. Và các bạn có thể chọn các giá trị ngày tháng bất kỳ và nhấn ghi nhận thì các bạn sẽ được ngày mới và phòng mới. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện xong bài đăng ký phòng dạy. Các bạn hãy thực hành trên máy của mình và chúc các bạn làm tốt bài tập này.